Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Sáng ngày 25 tháng 1, tại tọa đàm Giải pháp phát triển thị trường vàng an toàn và bền vững, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam nói rằng, theo thông lệ quốc tế, người ta coi vàng là một loại hàng hóa và quy định có hai loại vàng là vàng vật chất và vàng phi vật chất. Nhà nước là cơ quan độc quyền sản xuất vàng miếng và lấy thương hiệu vàng SJC làm thương hiệu quốc gia. Do đó, tâm lý người dân thường lựa chọn SJC để tích trữ, phòng tránh rủi ro. Thông tin được đăng trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này tạo ra sự không bình đẳng giữa vàng chính số 9. Chất lượng như nhau nhưng SJC được bảo hộ nên mức giá lúc nào cũng cao hơn. Thêm vào đó là tình trạng nhập khẩu vàng không liên thông trong nước nên không tạo sự cân bằng được giữa thị trường vàng trong nước và thế giới. Chính vì vậy, khi thế giới tăng một chút thì giá vàng ở Việt Nam tăng rất cao. Giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch dẫn đến tình trạng nhập lậu, lợi nhuận càng cao, buôn lậu càng lớn. Như vậy sẽ không thể quản lý tốt thị trường vàng, làm thất thu thuế, không tạo ra cạnh tranh, minh bạch và bình đẳng. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội chia sẻ. Từ những phân tích đó, ông Cường đề nghị cần thay đổi phương thức quản lý, sửa đổi quy định liên quan đến nội dung này. Không nhất thiết độc quyền nhà nước về thương hiệu vàng, khi nguồn cung vàng được tự do và cạnh tranh bình đẳng sẽ không còn tình trạng khan hiếm, ông Cường phân tích. Bên cạnh đó, ông cho rằng vàng là thị trường liên thông, biến động mạnh nên cần phải mở các công cụ liên thông thị trường vàng trong nước và quốc tế, xuất nhập khẩu các phương thức phù hợp, không duy trì cơ chế cấp phép, cấp quota theo dạng xin cho mà cần quản lý bằng công cụ tài chính, đảm bảo tính cân đối trong nhập khẩu vàng, tránh rủi ro. Ông cũng đề nghị cần có phương thức quản lý kinh doanh vàng như kinh doanh trên sàn, hợp đồng và tín chỉ về vàng. Khi mở sàn giao dịch thì không lệ thuộc quá nhiều nhập khẩu nhiều vàng mà sử dụng công cụ phái sinh, cân đối cung cầu. Nếu tâm lý người Việt Nam thường hay có tính đề phòng, phòng ngừa rủi ro rất cao, ông Cường chỉ ra thực tế nhu cầu người dân sở hữu mua bán vàng miếng không phải để làm trang sức mà tích trữ, phòng rủi ro, phòng thân là chính. Giáo sư tiến sĩ Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định, thực tế biến động giá vàng năm qua vào khoảng 5-6% so với lãi suất ngân hàng thấp hơn nhiều. Tuy vậy, việc người dân lựa chọn tích trữ vàng với mục tiêu vừa để đầu cơ, vừa làm phương tiện trú ẩn dẫn tới một khối lượng vàng lớn khoảng 400 tấn nằm chết trong dân. Do đó, ông Đạt đề xuất cơ quan điều hành nghiên cứu xây dựng chiến lược trong đó thị trường vàng như là một phần hậu cơ của thị trường tài chính, có năng lực hội nhập và liên thông với thế giới. Theo vị chuyên gia này, nhiều nước cho phép huy động vốn thông qua chứng chỉ, chứng nhận vàng do nhà nước, ngân hàng nhà nước phát hành để đảm bảo an toàn. Việc mua bán chứng chỉ, chứng nhận vàng phải tuân theo quy luật chặt chẽ. Theo báo Lao động dẫn lời giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, hiện tại chúng ta đang tập trung phát triển nền kinh tế số, giao dịch số. Vì thế, cần thiết phải đưa giao dịch vàng giống như các hàng hóa khác trên thị trường. Người mua vàng có thể lựa chọn mua để tích trữ, để giao dịch thông qua hợp đồng kỳ hạn tại sàn giao dịch hàng hóa. Kiểu đơn giản, thay vì mua vàng vật chất và đem về nhà, người dân sẽ nắm giữ hợp đồng dạng mã số và mua bán trên sàn giao dịch như chứng khoán. Tuy nhiên, do mỗi nước có chính sách đặc thù nên việc giao dịch vàng ở Việt Nam sẽ có điểm khác biệt. Đầu tiên, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu việc thành lập sàn giao dịch vàng, coi vàng như mặt hàng bình thường trong giao dịch. Lúc này, cơ quan nhà nước đóng vai trò đưa ra quy định, hành lang, tiêu chuẩn, nguyên tắc hoạt động của sàn giao dịch vàng, cho phép giao dịch vàng vật chất, ký gửi hoặc thông qua chứng chỉ vàng để doanh nghiệp, người dân có thể tham gia. Đặc biệt, doanh nghiệp tham gia việc giao dịch phải có uy tín rất lớn, đủ năng lực về tài chính, có thể là các ngân hàng thương mại cùng tham gia. Nhà nước không tham gia trực tiếp vào quá trình giao dịch, nhưng nhà nước đưa ra khuôn khổ pháp lý để kiểm soát hoạt động đó. Nhà nước không đứng ra nhập vàng hay bảo hộ cho một thương hiệu nào. Thông qua hoạt động mua bán trên sàn vàng, chúng ta tạo ra mức giá cạnh tranh theo thị trường, sẽ không có việc chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới quá nhiều. Nếu đưa vàng vào giao dịch như thế, vàng sẽ không còn là một phần tài sản tích trữ nằm chết vốn trong dân. Bởi khi giao dịch vàng trên sàn sẽ trở thành thị trường vốn để có thể huy động vào mục đích phát triển kinh tế, xã hội, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường nhấn mạnh. Cũng theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nên sử dụng công cụ thuế để điều tiết thị trường vàng, tránh việc mang tiền ồ ạt nhập vàng làm ảnh hưởng đến tỷ giá. Khi vàng trở thành một loại hàng hóa sẽ đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với cá nhân mua bán, tiêu dùng, cất trữ vàng miếng. Không áp dụng đối với vàng trang sức, nhưng phải có văn bản quy định về phân biệt vàng miếng, vàng trang sức để tránh lách luật trốn thuế. Ngoài ra, cần số hóa toàn bộ hoạt động kinh doanh vàng để có thể kiểm soát từng cân, từng làng một.
Nếu làm được như thế, hàng năm nhà nước sẽ kiểm soát được lượng vàng mua bán, giao dịch, vừa tránh thất thu thuế, vừa tránh được việc vàng hóa nền kinh tế. Tâm lý xem vàng là một loại tài sản có tính tiết kiệm, đầu tư vẫn còn phổ biến tại Việt Nam. Tính về số lượng, vàng miếng và tiền vàng vẫn chiếm tới 70% tổng tiêu thụ vàng tại Việt Nam. Báo Vietnamnet từng có bài viết, theo số liệu thống kê của Hội đồng Vàng Thế giới, Việt Nam xếp thứ 14 trên thế giới về lượng tiêu thụ vàng trên đầu người, nhìn nhận về thói quen tích trữ vàng của người dân. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, việc tích trữ vàng trong dân là thói quen khó bỏ đối với người dân Việt Nam, bởi vàng vẫn được xem là một tài sản an toàn. Nếu quan điểm về lợi ích mang lại từ thói quen tích trữ vàng trong dân, chuyên gia kinh tế Phạm Quốc Khánh cho rằng, khi người dân tích trữ vàng, họ sẽ cảm thấy yên tâm bởi có một nguồn dự phòng rủi ro trong cuộc sống. Do đó, tâm lý của họ cũng sẽ ổn định, kéo theo sẽ là ổn định về an sinh xã hội. Bản thân nền kinh tế cũng sẽ có những thuận lợi. Tuy nhiên, lợi một thì hạn chế phải gấp 2-3 lần mặt lợi. Về giác độ quốc gia, ông Khánh phân tích, vàng có giá trị quan trọng gần như một tài sản có khả năng chuyển đổi trong bất cứ nền kinh tế nào, kể cả thị trường và phi thị trường. Do đó, ở các quốc gia khác, kể cả các cường quốc kinh tế lớn như Mỹ hay Trung Quốc, họ khai thác vàng để chuyển đổi thành các công cụ tài sản khác phục vụ cho đầu tư và phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tài sản dưới dạng vàng tồn tại trong dân rất lớn và không huy động được. Điều này làm lãng phí nguồn lực trong việc sử dụng vàng như một công cụ chuyển đổi sang công cụ đầu tư khác. Ngoài ra, theo ông Khánh, nguồn vàng trong dân nếu huy động được sẽ là nguồn lực quan trọng đảm bảo cho các giao dịch kinh tế, thu hút đầu tư và môi trường đầu tư của Việt Nam. Từ đó đảm bảo cho sự ổn định về kinh tế. Dưới góc độ doanh nghiệp, trong bối cảnh hiện tại môi trường kinh doanh Việt Nam đang rất tốt, nên nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp ngày càng cao. Thực tế, việc tiếp cận các nguồn vốn phát triển cho các doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn, nhưng lại không huy động được nguồn vốn từ vàng trong dân. Đặc biệt, tích trữ vàng, người dân không chỉ mất chi phí bảo quản tài sản, mà còn phải chấp nhận rằng tài sản không sinh lời, không chịu giá trị gia tăng do không được đưa vào hoạt động hoặc chuyển đổi sang các tài sản đầu tư khác. Thậm chí người dân phải chấp nhận rủi ro mất mát như những vụ việc xảy ra trong thời gian vừa qua. Nếu trong nhà có tài sản không bảo quản cẩn thận thì biết làm thế nào, có thể là mất vàng, mất đô la Mỹ và mất tiền nếu như không cẩn thận. Trong bất kỳ trường hợp nào đều phải cẩn thận, đó là bài học kinh nghiệm cho những người thích tích trữ vàng. Thay vì cất giữ, người dân cần nghĩ đến đầu tư khác cho hiệu quả như quy đổi ra tiền hay đầu tư các lĩnh vực khác, vừa an toàn vừa có lợi, một chuyên gia kinh tế cho hay. Trong bối cảnh tình hình vàng có nhiều biến động, giá lên xuống thất thường, tình hình thế giới cũng nhiều bất ổn. Làm sao khai thác được lượng vàng dự trữ trong người dân là điều mà các chuyên gia hết sức quan tâm cũng như đưa ra nhiều gợi ý. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.